Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhất Dáng Nhì Da. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề: hành trình giảm cân sau sinh giúp giảm 30cm vòng eo sau 5 tháng. Giảm cân sau sinh luôn là một vấn đề mà hầu hết các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn được. Và đặc biệt, nhiều chị em còn thiếu đi phương pháp và động lực để vượt qua những thất bại và tiếp tục cố gắng. Hôm nay, Khỏe Đẹp sẽ hướng dẫn cho chị em cách làm giảm mỡ bụng sau khi sinh nhanh và cực kỳ hiệu quả của chị Phương Trang và đã giảm được tới 30cm vòng eo chỉ trong vòng 5 tháng. Nhân vật chính của câu chuyện giảm cân thành công của chúng ta ngày hôm nay là Phương Trang. Chị gái 8X của chúng ta đã phải dồn hết 100% sức lực của mình để có thể nhanh chóng cải thiện vóc dáng quá khổ của mình sau khi sinh. Lúc trước, chị đã từng nghe nhiều chị em cháo nhau, để giảm cân thành công cần 50% tập luyện, còn 50% là do ăn uống khoa học. Tuy nhiên, khi bắt tay vào quá trình giảm cân, chị mới thấy rõ là để giảm cân thành công cần tới 100% cho ăn uống và 100% cho tập luyện. Hành trình giảm cân sau sinh nghiêm túc là một hành trình đơn độc. Theo chị Trang, nhiều chị em muốn giảm cân nhưng khi tới gym thì chỉ biết đứng trước mấy dụng cụ phòng gym, tâm trạng bối rối, còn sử dụng thì chưa rõ. Chưa kể, đâu chỉ có một mình, còn nhiều người nữa, các máy chạy bộ, máy đạp xe luôn trong tình trạng chật kín chỗ. Nếu không có điều kiện thuê huấn luyện viên cá nhân, thì mấy anh huấn luyện viên cũng chỉ thỉnh thoảng đi qua hướng dẫn sử dụng đôi chút. Chị em cũng chỉ tập được vài cái là nghỉ, chạy qua máy khác rồi lại tiếp tục chạy. Để tập luyện hiệu quả, điều quan trọng nhất chính là bạn phải có một quy trình tập luyện rõ ràng các bài tập gì, lặp lại bao nhiêu lần cho từng động tác. Tốt nhất là bạn phải hiểu rõ gym là gì. Nếu chỉ đơn giản là suốt ngày leo lên máy chạy thì thời gian đầu bạn sẽ cảm thấy giảm cân nhiều, nhưng sau khoảng 2 tháng thì bắt đầu chậm lại hay không giảm được nữa, vì lúc này cơ thể của bạn đã bắt đầu với nhiệt độ này rồi. Hành trình giảm cân sau sinh nghiêm túc là một hành trình đơn độc. Mỗi người có một tạng người, thể lực, điều kiện sức khỏe cũng như mục đích khác nhau. Có người muốn giảm cân toàn thân vì béo quá rồi, nhưng có người gầy nhưng bụng lại to, nhiều mỡ thừa. Cũng có người dáng người cân đối nhưng sức khỏe lại yếu. Người cũng không săn chắc, thiếu sức sống. Do đó, là vì mục tiêu gì đi chăng nữa, thì bạn cũng cần phải chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và gym đều đặn. Đừng để những lý do như bận chăm sóc gia đình, bận công việc, bị bệnh, yếu quá để bỏ qua. Thay vào đó, hãy nghĩ rằng người khác làm được, mình cũng làm được. Theo chị Trang, chị ấy áp dụng phương pháp tập luyện Fasting Training của Michael Matthew và đọc cuốn sách Thinner, Leaner, Stronger. Sau khi đọc xong, chị nhận ra rằng nên tập luyện khi bụng rộng vì lúc này sẽ giúp đốt mỡ nhanh hơn. Quá trình tập luyện giảm 30cm vòng eo sau 5 tháng. Dưới đây là hành trình giảm cân sau sinh hiệu quả nhanh của chị Phương Trang cho chị em tham khảo. Dừng lại, trước khi chị em bắt đầu xem tiếp, Khỏe Đẹp khuyên bạn hãy mua ngay một dụng cụ kẹp mỡ ngay nhé. Đây chính là dụng cụ đo được lượng mỡ tốt nhất hiện nay, giúp chị em có thể dễ dàng theo sát tiến độ giảm mỡ của mình. Tháng 1, chị nặng 65kg, eo 95kg, đùi 65cm và bằng vòng eo hiện tại. Trong tháng đầu tiên, chị chăm chỉ đạp xe 20-30km trên một ngày để đốt mỡ trước. Sau một tháng đạp nhanh, lên dốc, chị giảm được 5kg. Tháng 2 tiếp tục đạp xe nhưng không thấy tác dụng nhiều. Chị tập yoga cũng không giảm, chỉ thấy người dẻo dai hơn, không còn thấy đau lưng. Chị bắt đầu chạy tập bộ. Lúc đầu, chị chạy được 1km, sau đó đi bộ 4km và leo cầu thang từ tầng 1 đến tầng 12. Tập đều dần dần, chị thấy chị chạy tốt hơn, đi bộ thì chủ yếu là chạm gót trước. Tháng này giảm được 3kg. Tháng 3, chị tiếp tục chạy bộ, đi bộ và leo cầu thang. Sau khi chạy và đi bộ được 5km, leo 12 tầng lầu, chị tập thêm các bài tập trên các ứng dụng điện thoại 15 phút và tập yoga chữa đau lưng. Tháng này chị giảm được 3kg. Tháng 4, cân nặng bắt đầu chững lại, do đó chị tìm hiểu thêm các bài tập trên mạng. Chị chọn tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên Julian Michael với nhiều bài tập kết hợp cùng một lúc. Chị quay về mức cân nặng trước đây là 53kg, vòng eo thì giảm được 7cm so với tháng 3. So với 3 tháng trước thì đã giảm được 18cm, mông cũng giảm được 4cm. Xem thêm video về các bài tập bụng cho nữ đến tháng 5 đến nay, chị Trang chủ yếu tập gym và kết quả rất tốt. Cơ bụng nổi múi rõ ràng, hai đùi không còn thiết chặt vào nhau, bắp chân thon gọn hơn. Thời gian trong một tuần, mỗi tuần chị tập 6 ngày, 3 ngày tập cardio và 3 ngày tập tạ kettlebell.
Ngày còn lại chị sẽ nghỉ ngơi phục hồi cơ, hay tập yoga khoảng 60 phút để giúp cơ phục hồi tốt hơn. Cuối cùng để giảm cân nhanh, chị em nên kết hợp tập cardio và tạ. Bài tập cardio sẽ giúp đốt calo, mỡ, còn tạ sẽ giúp cơ thể săn chắc hơn. Dừng lại, giờ thì chị em đã hiểu rõ vì sao vẻ đẹp lại khuyên chị em nên áp dụng lịch tập gym giảm cân cho nữ 6 buổi một tuần. Đây là lịch tập được thiết kế dành cho các chị em Việt Nam. Mặc dù trong chia sẻ của chị Trang không có chế độ dinh dưỡng, nhưng đối với người muốn giảm cân thì chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Khỏe đẹp xin được chia sẻ thêm thực đơn tăng cơ giảm mỡ cho chị em tham khảo. Trên đây là hành trình giảm cân sau sinh cho chị em tham khảo, còn đợi gì mà không áp dụng ngay đi nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhất Dáng Nhì Da của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đừng quên ấn vào nút subscribe phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.